Chào mọi người nha. Hôm nay mình bốc một xe. Một xe là 130 triệu. Xe bốc nhiều nhất đây mọi người. Nếu mình sẽ quay cho mọi người xem mấy lớp. Phải bay lớp. Đấy, mọi người tôi dài bóc hết rồi, chơi được cắt. Đây mới có 4 lớp à, còn 3 lớp nữa. Cái con trụ gậy trên á. Đấy nhưng mà cái đầu đấy tao về cho nó đấy. Ờ, cái đầu mang về vẫn đủ. Đầu đủ mét không? Đủ. Ok ok. Lấy cái phần trụ gậy trên đi, đằng nào nó còn gậy phần trụ. Ý sao tận dụng được, cứ đủ được. Trụ đầu tiên này. Cái đầu mùa ấy thì tháng này á. Thôi thôi, bọc cái về thái được. Về mua rồi. Thế bọc cái dây mà về về dây. Về cái mọi gì làm phạm. Bọc đây để có về gặp được thới gì này. Đéo anh chúng là tàu nam thật. Đéo nó là thối. Mẹ hòa mà nó gặp lực thối đây tao mất thì không vất. Chị ơi, cái gì? Thè mày nó thành chó, nó hốc 2 lít. Nhà bà anh thì 2 rồi. Ông thấy ông chạy đi bảo đẩy xuống đây chính cũng cắt luôn này. Đạp chứ đâu. Còn tranh thủ gì nữa. Đây ở trên á. Hả? Ở trên á. Sáu mươi không, mình đang tính nối năm hàng thuốc này, nói chung là cái sáu hàng chứ, sáu hàng thuốc chứ, hai bốn à năm hàng à, sáu chứ, sáu hàng thuốc là đi 60 60 6742 là 102 đúng không, năm cây trên nữa, năm cây trên à, ừ. Thiếu tiền anh ơi, 97 cái gì nào, có cái cục cứt mà 97 anh đấy ở đâu 100 à, đúng rồi, đưa anh 300 rồi. 300 gì? Ừ, quên em đưa cho nó 300. Này, đấy là chuẩn rồi đấy. Ở trên có 5 cây ông chủ ơi. Trên 5 cây đấy. Trên chốc ấy, trên chốc 5 cây. Đúng không? Có 3 cây cắt làm 3 cây cắt, có 2 cây cắt 3 mét. Làm đôi đấy. Có 2 cái trụ ngắn ngắn này đi. Trên 5 cây thôi. Trên chốc, chỉ tính trên chốc 5 cây là đủ. 122 cây anh ạ. 5 cây trên chốc là bù, cái đằng trước là 15.
thành 20 cây đây. Là 20 là đúng hàng đấy ta. Ờ đúng hàng mà. Hàng này nó chuẩn đó. Ta chỉ ngay xong rồi. Hàng là nó theo nhau rồi, 17 là 17 theo. Anh tính cho 5 chục rồi về đang chuột luôn đi, 5 chục năm mà đến cho về chuột là 20 chuột. Là thành 20 chuột. Lần 6 đi là thành 102 là thành 122 cây. Thôi. 5 chục đúng rồi, 50 trên đằng trước 15. Đằng trước đây tôi với ông Bế 30 đúng không? Là 15 là thành 20 đúng không? 20 mới ở cái này 102 là thành 122 nhá. Là tổng 120 là đúng không? Là 6 hàng thì 6 10 60 6 7 42. 6 hàng 6. Đây này. 2 này. 4 này. Đây hàng này hàng thứ 6 này là 5 cây đây. Là 122 cây chứ vậy ông nhân tiền 102 cây vậy đừng 122 tổng là 122 thì là cái 62 thì là 102 cây nè. Hai chục cây là trên nữa. 6 hàng nhân thôi.